Quận Los Angeles ở bang California, Hoa Kỳ từ cuối tuần này sẽ tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Một tín hiệu mới nhất cho thấy các giới chức y tế cộng đồng đang vất vả đối phó với đà tăng COVID đáng báo động liên quan tới biến thể Delta. Quận có 10 triệu dân và là nơi tọa lạc thành phố lớn thứ hai của Mỹ ở Los Angeles là một trong số khu vực gần đây khuyến nghị hoặc bắt buộc đeo khẩu trang và áp dụng các quy định hạn chế khác vì số ca nhiễm tăng tới mức đáng lo ngại tại nhiều nơi trên toàn nước Mỹ. Cơ quan y tế quận Los Angeles ngày 15 tháng 7 yêu cầu mọi người, cho dù là đã tiêm chủng hay chưa, vẫn phải mang khẩu trang ở những nơi công cộng hay các cơ sở thương mại trong không gian kín để chặn đứng mức lây nhiễm hiện nay. Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 17 tháng 7. Loan báo được đưa ra sau 6 ngày liên tiếp có hơn 1.000 ca nhiễm COVID được báo cáo trong quận Los Angeles, gần 400 người nhập viện vì COVID tính tới ngày 14 tháng 7. Các quận hạt khác của bang California cũng đang chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt do biến thể Delta và chủ yếu là với những người chưa tiêm chủng. Cùng ngày 15 tháng 7, hai quận Sacramento và Fresno của bang California cũng khuyến nghị mọi người dù đã chích ngừa hay chưa vẫn phải đeo khẩu trang trong các không gian kín ở nơi công cộng. Austin, Texas cùng ngày kêu gọi những ai chưa tiêm chủng hay có nguy cơ cao nên mang khẩu trang, chớ nên du hành, tập trung trong không gian kín, đi ăn tiệm hay mua sắm. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy ở nhiều bang có đà lây nhiễm cao như Missouri, Mississippi, Florida, Nevada và Utah. Nhà chức trách Mỹ tiếp tục kêu gọi dân chúng từ 12 tuổi đi tiêm chủng. Tại quận Los Angeles, đại đa số các ca nhiễm mới xảy ra nơi những người chưa chích ngừa, chỉ 0,09% ca nhiễm xảy ra ở những người đã tiêm chủng.